Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình lại đang có mặt ở đại lý Vĩnh Hòa đó các bạn. Địa chỉ đại lý là số 115, 117 và 119, phường 6, đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng nha. Thì hôm nay mình sẽ đến đây mình báo giá mới nhất dòng xe Winner X vào giữa tháng 9 cho các bạn. Thì theo mình được biết thì giá xe đang giảm rất là nhiều. Và so với hồi đầu tháng mình báo bên kênh Thái Phạm đó các bạn. Mình có một kênh nữa là kênh Thái Phạm nha. Có bạn nào có muốn tìm hiểu giá đoạn chính á, có thể tìm hiểu vào kênh Thái Phạm cũng được. Thì hôm nay mình sẽ báo giá đây là giữa tháng 9. Thì so với đoạn tháng 9 thì cái giá nó không hề có thay đổi các bạn ơi. Nó vẫn như vậy thôi. Vì đây là cái giá mình nghĩ là giảm giá rất là thấp rồi. Còn vừa qua có một số bạn nói là ở Hà Nội á, thì giá thấp hơn nữa thì mình không biết là như thế nào, thật hư như thế nào ha. Riêng giá ở đây thì cái giá nó vẫn chững lại ở mức giá đó là thấp nhất. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết báo giá luôn nha các bạn. Hiện tại phiên bản thể thao á, thì đang có giá bán là 35 triệu cộng với chương trình hỗ trợ 4 triệu phí đăng ký nè các bạn. Cùng với 0% lãi suất thì cái giá này sẽ còn là 35 triệu. Mình phải nói như vậy vì nếu nói thẳng luôn giá 35 triệu á, có nhiều bạn không hiểu. Đến đây lại đòi giảm thêm 4 triệu nữa thì không được ha. Cái giá thấp nhất đã là 35 triệu sau khi giảm trừ phí đăng ký nè. Đó. Hiện tại thì đại lý không có những phiên bản màu mới các bạn. Hôm rồi về được hai màu thì đã bán hết rồi. Như mình đã thông tin trước đây thì những màu mới sau này sẽ về rất là nhỏ giọt ha. Rất là nhỏ giọt luôn. Không biết là sau gần cuối tháng 9 thì xe có về nhiều hay không. Nhưng hiện tại vào từ đầu tháng đến giữa tháng thì xe về rất nhỏ giọt đó các bạn. Phiên bản thể thao là 39 triệu giảm còn 35 triệu ha. Cho những phiên bản mới và phiên bản cũ luôn, tức là năm 2019 và 20 sẽ bằng giá nhau. Tiếp theo là phiên bản camo. Thì đây là phiên bản camo mà phiên bản cũ đó các bạn. Màu đỏ bạc đen ha. Ở bên đó là màu xanh bạc đen đó các bạn. Đó. Thì phiên bản camo này đang bán với giá là 41 triệu rưỡi. Sau khi giảm trừ 4 triệu là còn 37 triệu rưỡi. Màu đỏ bạc đen camo mới, cũ, phiên bản cũ nha. Những phiên bản này sau này là Honda sẽ không sản xuất nữa. Thay thế vào đó là những phiên bản màu mới 2020. Rồi tiếp theo là phiên bản màu đen mờ, màu đen bạc vàng đồng. Phiên bản này Honda cũng sẽ ngừng sản xuất luôn, mà sẽ ra mới là cái màu màu đen vàng đồng, tức là Honda sẽ loại bỏ đi màu bạc ở đây nè các bạn ha, nó sẽ liền lạc luôn một màu đen, chỉ giữ lại chi tiết vàng đồng ở đây thôi. Hiện tại xe vẫn chưa về nha các bạn, khi nào về mình sẽ quay cho các bạn xem ngay. Thì phiên bản màu đen mờ này á đang có giá là 41 triệu rưỡi luôn. Khi sau khi giảm trừ 4 triệu là còn 37 triệu rưỡi. Màu đen vàng đồng, đồng cuộc trước màu vàng đồng ha, thanh ABS. Rồi phiên bản điện đua, phiên bản đường đua đó các bạn, phiên bản HRC. Thì phiên bản này Honda sẽ tiếp tục ra mắt ha, màu đường đua này. Trên giấy tờ các bạn sẽ ghi là màu đỏ, xanh, trắng, thậm chí là màu đen luôn. Đen, 4 màu, đỏ, xanh, trắng, đen. Đó, trên cặp vẹt đó các bạn. Thì phiên bản đường đua này đang có giá là 42 triệu. Sau khi giảm trừ 4 triệu là còn 38 triệu. Như vậy là nó mắc hơn là phiên bản camo và đen mờ là 500 ngàn ha. Đường đua này là mắc hơn camo và đen mờ là 500 ngàn. Rồi tiếp theo nữa là phiên bản thể thao mà có phanh ABS. Phiên bản này Honda cũng sẽ tiếp tục sản xuất ha. Đây, màu bạc đỏ đen đó các bạn, có phanh ABS nha. Thì phiên bản này á, cái giá cũng là 41 triệu rưỡi. Sau khi giảm trừ 4 triệu thì sẽ còn là 37 triệu rưỡi. Mình xin nhắc lại ha, mình phải đọc giá như vậy để tránh cho có sự hiểu lầm. Nếu mình đọc cái giá cuối không á, các bạn không hiểu đến đây lại kêu giảm trừ 4 triệu nữa thì không được ha. Và cái giá này mình báo là đã bao gồm thuế VAT rồi đó các bạn. Và kế đó thì đại lý cũng có màu độ nha. Màu độ sẽ là 44 triệu rưỡi và cũng được giảm trừ luôn 4 triệu là còn 40 triệu rưỡi ha, 40,5 triệu đó các bạn. Đây, ví dụ điển hình như là màu trắng này rất là đẹp nè các bạn. Đây nữa ha, nếu mà các bạn yêu cầu sơn luôn cọc vành
thì đại lý vẫn sơn cho các bạn luôn, nhưng mà cái giá sẽ cộng thêm 1 triệu nữa cho cọc vành này nếu các bạn muốn sơn vành ha. Hiện tại thì ở đây chỉ toàn là vành đen thôi, nếu các bạn muốn sơn vành á thì sẽ cộng thêm 1,5 triệu nữa nha. Và khi các bạn mua xe á, hiện tại các bạn được một cái chương trình là tặng nón Winner, tức là cái nón này các bạn, nón full face này rất là đẹp ha, mình cho các bạn xem sơ qua nha, rất là xịn sò đó các bạn, một cái nón full face để đi chiếc xe Winner này, để đi tour xa thì rất là hợp lý. Ở đây có một cái chỗ để mà lấy gió đó các bạn ha, bật xuống thì che mưa luôn nè, bật lên để lấy gió nè. Đây chính là màu xanh bạc đen phiên bản thể thao, còn đây là màu đen xanh phiên bản thể thao luôn. Những phiên bản thể thao 2019 này á, Honda sẽ dừng sản xuất, nhường lại cho những phiên bản thể thao màu mới, màu đen xanh mới, màu xanh đen mới, màu đỏ mới luôn ha. Đây là phiên bản màu đỏ bạc, phiên bản cũ 2019. Thì sau khi phiên bản 2020 ra mắt á, thì phiên bản này Honda cũng sẽ dừng sản xuất cái màu đỏ bạc này. Còn đây chính là màu xanh bạc đen phiên bản cao mô 2019. Phiên bản này cùng với phiên bản màu đỏ bạc đen cũng dừng sản xuất luôn, sẽ được thay thế những phiên bản màu mới là màu đỏ đen bạc và màu xanh đen bạc. Và mình xin nhắc lần nữa là mặc dù giá rẻ như vậy nhưng mà chất lượng xe Winner mình đảm bảo với các bạn là vẫn như vậy, không hề sụt giảm nha. Tại vì cục máy á, thì Honda vẫn nhập từ Indo về, nhập từ Indo nguyên cục máy luôn, chứ không phải là như nhiều người nói là Việt Nam sản xuất là không có ha. Các bạn xem ở phía bên này nè, ở phía trong góc này đây, các bạn sẽ thấy được chữ AHM đó, các bạn thấy chưa đó, AHM tức là nhập từ Indo đó các bạn ha, nhập từ Indo nguyên cục máy này luôn. Vì thực chất á, Việt Nam mình vẫn chưa sản xuất được cái cục máy DOHC này, Việt Nam mình chỉ đủ khả năng làm được cục máy SOHC thôi đó, cho nên là cục máy này các bạn cứ yên tâm vẫn nhập từ Indo. Thì trong quá trình mà lắp ráp á, thì sẽ vẫn có những cái lỗi ha, mà khi đã có lỗi á, thì thông tin bây giờ rất là nhanh, cho nên là các bạn cứ lan truyền lên mạng rồi nhiều người cứ thấy đó mà rất là lo sợ vấn đề lỗi. Thực tế là cục động cơ nào cũng phải có lỗi ha, không thể nào mà không có lỗi được đó các bạn. Nhưng mà hiện giờ là chuyện nhỏ xé to đó, tức là hễ mà có lỗi một cái là ùng đăng lên mạng nói cục máy Winner này lỗi xì nhớt gì đó đủ thứ. Nhưng mà đó chỉ là những số ít thôi các bạn. Hiện tại bây giờ đồng nghiệp của mình, bạn bè của mình, người quen của mình đi xe này rất nhiều mà chưa có ai bị lỗi này. Mình có luôn một cái group, một cái hội Winner đó các bạn, thì những người trong hội Winner của mình hiện giờ vẫn chưa ai bị lỗi xì nhớt hay là gì đó. Đây là những phiên bản màu độ ha, như các bạn thấy đây là màu độ Repsol ha. Thì cái giá màu Repsol này sau khi giảm trừ á là sẽ còn là 40,5 triệu, nhưng nếu mà sơn lục cục vành như thế này thì sẽ cộng thêm 1 triệu nha. Ví dụ như phiên bản này sẽ là 41,5 triệu vì có sơn cọc vành, còn những phiên bản màu độ này thì chỉ là 40,5 triệu. Màu xanh lá nè, rất là đẹp ha, màu đen đen bóng nè, có thêm những chi tiết chớm đốm đốm ở đây giống như là những con báo các bạn, mà nhìn nè cực ngầu luôn. Mình sẽ lấy thêm hai số điện thoại nữa ở trong phần mô tả nha, một số điện thoại bán hàng và một số điện thoại bên phụ tùng á, để các bạn tiện theo dõi cũng như là tư vấn giá cả rồi phụ tùng. Mình xin nhắc lại đây là video báo giá xe Winner vào giữa tháng 9 nha. Bây giờ mình xin kết thúc phần báo giá ở đây. Xin chào các bạn nha.